Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau. Hôm nay Vinh sẽ giới thiệu đến cho các bạn một thương hiệu, đó chính là Mobi One. Thì đối với cái thương hiệu này, chúng ta sẽ có một cái dòng sản phẩm, đó chính là Racing 10VK40. Đối với dòng này, nhà sản xuất khuyến cáo sử dụng tốt dành cho xe số, xe công tay và kể cả dòng xe phân khối lớn luôn. Vậy thì nó có những cái gì đặc biệt để chúng ta có thể sử dụng được cho những cái dòng xe đó? Thì bây giờ Vinh sẽ cùng các bạn tìm hiểu. Mobi One Racing là một dòng nhớt tổng hợp hoàn toàn đem đến tính chất chống mài mòn trải dài từ đầu giai đoạn khởi động máy cho đến khi động cơ đã đi vào ổn định, thì dòng nhớt này vẫn hoạt động vô cùng tốt. Đi kèm với những tính năng sau: bảo vệ động cơ một cách tối ưu, giúp tăng tuổi thọ cho động cơ, ngăn chặn việc hình thành cặn bẩn nhờ vào tính năng bảo vệ màng dung dịch, giữ nhớt luôn ổn định trong quá trình vận hành hay thay đổi của môi trường, giúp động cơ luôn êm ái bền bỉ trong quá trình vận hành, chống rỉ sét và mài mòn động cơ, thời gian sử dụng từ 3.000 cho đến 3.200 km. Tổng hợp từ những ưu điểm đó mà Vinh nhận thấy rằng dòng nhớt Mobi One Racing 10VK40 là một dòng nhớt vô cùng tốt dành cho những cái dòng xe số 4 thì, đặc biệt là những cái mẫu xe côn tay như Exeter, Winner, Raider, tới những mẫu xe phân khối lớn của những hãng cao cấp như là Honda, BMW hay là cả Ducati. Và đối với dòng nhớt Mobi One Racing 10VK40 này, chúng ta sẽ có giá là 310.000 đồng một bình nha các bạn. Và mức giá trên được Vinh cập nhật vào tháng 3 năm 2022. Đó là những chi tiết mà ngày hôm nay Vinh muốn chia sẻ đến cho các bạn về cái dòng nhớt này. Muốn mua hàng, các bạn liên hệ với số hotline bên trong màn hình hoặc là cứ ghé trực tiếp 62 bánh, và có nhiều bạn bán hàng sẽ tư vấn sản phẩm tốt nhất cho xe của các bạn. Với phương châm là uy tín, chất lượng và giá tốt luôn là ba tiêu chí được 62 bánh đặt lên hàng đầu. Cùng với đó là đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm được chứng minh qua sự tin dùng của khách hàng trong nhiều năm qua. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip sau nha.